Xiaomi Redmi Note 4X chỉ 2.950.000, vô địch trong tầm giá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trả lời comment số thứ 75. Như mình đã có thông báo vào số lần trước thì bạn nào có comment được nhiều like nhất hoặc là nhiều tương tác nhất thì mình sẽ ưu tiên trả lời cái comment đó của bạn ấy đầu tiên. Và bạn đã được lên sóng trong số lần này là bạn TikTok. Anh ơi, nên mua Nokia 1280 hay Nokia 1202 để cua gái, ưu tiên hiệu năng và hỗ trợ phần mềm. Cá nhân mình là đánh giá cái chiếc Nokia 1280 nó sẽ được coi như một bản nâng cấp và hoàn thiện hơn rất là nhiều so với chiếc 1202. Và nó có thêm nhiều màu sắc này, đặc biệt là có cái jack tai nghe 3.5, nó giúp các bạn nghe nhạc dễ hơn cả iPhone 7. Ngoài ra thì cái chiếc Nokia 1280 của Nokia cũng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn với cái mặt phần mềm cập nhật, đó là cái hệ điều hành Note OS của Nokia. Cập nhật chắc là không bao giờ hết cập nhật đâu, cứ thoải mái dùng thôi. Anh ơi, nên mua Oppo F3 Plus hay là Samsung S7s? Chắc chắn là bạn nên lựa chọn cái chiếc Samsung S7s nhá. S7s nó hơn khá là nhiều, từ hiệu năng ngon hơn này, thiết kế mình đánh giá cũng tốt hơn, camera chụp hình đẹp hơn, ngoại trừ camera selfie của Oppo F3 thì sẽ hơn. Khoảng 800k thì nên mua máy nào để chơi Liên Quân với anh? Khoảng giá của bạn chỉ có khoảng là 800.000 thì cái việc lựa chọn một chiếc máy mới là chắc chắn là không thể rồi. Thì bạn hãy tìm đến một số chiếc máy cũ hơn, như là chiếc Samsung S3 hoặc là chiếc LG Optimus G thì nó sẽ cho hiệu năng khá là ổn, có thể chơi được game Liên Quân ở mức trung bình. Anh ơi, tầm 1 triệu có máy nào chơi được Liên Quân không anh? Theo mình thì với tầm giá 1 triệu thì bạn có thể cố thêm tầm một vài trăm nữa, khoảng 1.3 triệu. Bạn có thể mua được chiếc WMobile E10, nó sẽ cho các trải nghiệm cũng khá là tốt ở tầm giá rẻ. Còn nếu như là chọn máy cũ thì bạn có thể chọn chiếc LG G2 này hoặc là chiếc LG G. Anh ơi, nên mua iPhone 5 Plus, Xiaomi Mi 4 hay là HTC One M8? Cá nhân mình thì với tầm giá của ba chiếc máy này là khoảng độ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu thì mình sẽ ưu tiên chọn chiếc Xiaomi Mi 4, bởi vì là Mi 4 nó là một chiếc máy mới, cấu hình cũng khá là tốt, chip 801, 3GB RAM, vẫn có thể thoải mái đáp ứng nhu cầu của bạn kể cả chơi game. Anh ơi, dưới 7 triệu thì nên mua máy nào? Có nên chọn Z7 Pro không anh? Với câu hỏi của bạn thì mình nghĩ là bạn ưu tiên chọn cái hàng chính hãng. Thì tầm giá khoảng 7 triệu thì mình có hai cái tư vấn cho bạn, đó là chiếc Samsung A7 2017 hoặc là chiếc Samsung A9 Pro. Thì bạn hãy tham khảo hai sản phẩm đấy. Thì mình sẽ đánh giá cao cái chiếc A9 Pro hơn, bởi vì là nó có một cái màn hình to cũng như là thời lượng pin trâu hơn khá là nhiều. Anh ơi, tầm giá 1.5 triệu thì mua con nào chạy iOS? Với tầm giá khoảng 1,5 triệu thì bạn chỉ có duy nhất một cái lựa chọn, đó là iPhone 5 C Lock thôi. Tuy nhiên là nếu mà cố thêm được tầm một chút, khoảng độ 1 triệu 9 đi, thì bạn có thể chọn được chiếc 5S Lock, nó sẽ có cái cấu hình tốt hơn khá là nhiều. Xiaomi Redmi Note 3 Pro và iPad Mini 2 thì nên mua máy nào? Ưu tiên là game và pin. Theo mình thì với cái nhu cầu của bạn thì bạn nên chọn chiếc Mini 2 đi, bởi vì Mini 2 nó có màn hình to hơn này, thời lượng pin cũng ấn tượng hơn, cấu hình thì cũng sẽ không thua quá nhiều so với chiếc Note 3 Pro đâu. Anh Trâm hỏi iPhone 6 Plus hay là 6S nên mua máy nào? Mình thấy là có khá là nhiều bạn phân vân giữa chiếc iPhone 6 Plus và chiếc iPhone 6S. Thì theo như mình thì mình sẽ đánh giá là bạn nên chọn chiếc 6S đi, vì là cấu hình của 6 Plus bây giờ cũng khá là yếu rồi. Và đến cuối năm nay khi mà iOS 11 ra mắt ấy, thì chiếc 6 Plus nó sẽ gần như là nó sẽ bằng 5S bây giờ, và các bạn dùng sẽ rất là giật. Còn chiếc 6S nó sẽ được hỗ trợ lâu dài hơn, về cả cập nhật phần mềm cũng như là sử dụng nó thoải mái hơn. Điện thoại Đài Loan có đáng mua không anh? Mình đã từng nói rất là nhiều lần về cái vấn đề này rồi. Các bạn là tuyệt đối không nên mua cái hàng điện thoại được quảng cáo là đến từ Đài Loan, bởi vì thực chất nó là hàng Trung Quốc và nó dùng một thời gian rất là chán, nó chỉ được cái mã thôi, còn lại là dùng rất là giật này, dùng tầm khoảng độ 1-2 tháng là bắt đầu máy sẽ tã và các bạn gần như là không thể sử dụng được nữa. Anh ơi, iPhone 6 Plus và Samsung Galaxy Note 5 thì chọn máy nào? Ưu tiên chơi game, lướt web và pin trâu. Mình khuyên là bạn nên chọn chiếc Samsung Note 5 nhá, bởi vì là cái cấu hình nó tốt hơn rất là nhiều. Đến thời điểm này thì 6 Plus dùng đã bắt đầu có hiện tượng giật rồi, còn đối với camera cũng tốt hơn này, màn hình thì mình đánh giá màn hình của Note 5 cũng đẹp hơn, còn đối với thời lượng pin thì chiếc 6 Plus lại tốt hơn. Tuy nhiên tổng kết lại thì vẫn nên chọn chiếc Note 5. Anh cho em hỏi tai nghe AKG có hay bằng tai nghe của HTC và iPhone không anh? Mình đánh giá là cái chất âm của tai nghe AKG kèm theo chiếc S8 rất là tốt bạn nhá. Nó cho giải bass rất là chắc chắn này, đánh nó không bị cái tiếng bụp bụp, còn giải chép thì đầy đủ và chi tiết. Và mình đánh giá là cái khả năng sử dụng của nó cũng rất là thoải mái. Mình đeo ở tai khoảng độ nửa ngày mà cũng không cảm thấy bị đau ở bên tai này. Và đây có thể coi là một chiếc tai nghe kèm theo máy tốt nhất của Samsung từ trước đến giờ. Nên mua iPhone 7 Lock, C9 Pro hay là OnePlus 5? Trong ba chiếc máy trên thì mình khuyên là bạn nên lựa chọn cái chiếc iPhone 7 Lock nhá. Bởi vì là các bạn cứ sử dụng một thời gian, nếu mà cảm thấy chán hoặc là muốn đổi máy ấy, thì kể cả các bạn bán lại thì vẫn có thể thoải mái mua được hai chiếc máy trên. Anh ơi, Sony Xperia XA có tốt hơn 5S không anh? Trong tầm giá từ 1,5 đến 2 triệu thì nếu như là bạn ưu tiên về hiệu năng thì bạn nên lựa chọn cái chiếc 5S. 5S nó sẽ cho cái trải nghiệm chơi game Liên Quân mượt hơn rất là nhiều. Bọn mình cũng đã có clip thử nghiệm rồi, nếu bạn chưa xem bạn có thể xem lại. Anh so sánh giúp em iPhone 7 Plus và Nokia 1280 đi anh. Cá nhân mình thì đánh giá cực kỳ cao cái hiệu năng của chiếc Nokia 1280. Khi các bạn chơi game thì đối với kể cả iPhone 7 Plus vẫn cứ phải chờ một cái thời gian để cái máy loading vào game. Còn đối với chiếc Nokia 1280 thì nó không thèm loading luôn, nó vào thẳng game cho các bạn.
Ngoài ra thì Nokia 1280 còn hỗ trợ cả khả năng chống bụi này, chống nước, chống va đập, chống đập phá các kiểu IP69, đập chết cái IP67 của chiếc K7 Plus luôn. Anh ơi, tầm 3 triệu thì mua máy gì tặng mẹ? Sử dụng ổn định lâu dài, thiết kế đẹp, có thương hiệu tốt. Theo mình thì là vì bạn mua tặng mẹ thì hãy ưu tiên chọn một cái sản phẩm mới full box và đặc biệt là có một cái thương hiệu tốt, thì bạn nên chọn cái chiếc Samsung Galaxy On5 2016. Thì nó là một chiếc máy của Samsung này, mới full box và có cả cảm biến vân tay nữa. Hiệu năng cũng rất là đủ dùng cho mẹ bạn. iPhone 6s và Galaxy Note 5 thì nên chọn máy nào về mọi mặt? Em thích iOS nhưng lại thích màn hình to của Note 5. Bởi vì là bạn thích cái hệ điều hành iOS này, cộng thêm là thích một cái màn hình to của Note 5, thì hãy để tiền thêm một chút, cố lên khoảng độ 6 triệu rưỡi là bạn có thể mua được chiếc iPhone 6s Plus Lock, thì nó sẽ là tốt nhất với nhu cầu của bạn. Anh ơi, LG G5, Samsung S6 và Note 5 thì máy nào tốt hơn? Theo mình thì nếu như bạn ưu tiên về hiệu năng cũng như là camera thì bạn nên chọn chiếc LG G5. Còn nếu bạn cần một màn hình to và thời lượng pin tốt thì chọn chiếc Note 5. Em thắc mắc là tại sao chip Snapdragon 625 lại tương đương với Snapdragon 801, số cao hơn đáng lẽ phải hơn chứ? Bây giờ thì mình sẽ sâu ảnh cái điểm 3D của hai máy, đó là chiếc Z3 dùng chip 801 và 3GB và chiếc Note X dùng chip 625 cùng với 3GB cho bạn xem và bạn sẽ thấy cái điều là tương đương với nhau. Bình thường thì chính xác là số to hơn hiệu năng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là con chip 801 nó đã ra mắt khá là lâu rồi, từ cái năm 2013 cơ. Còn chip 625 thì mới chỉ ra cái năm nay thôi, cho nên hiệu năng nó sẽ ngang với con chip 801. Anh ơi, iOS hay là Android chỉ liên quân mượt hơn? Thật ra thì kể cả là iOS hay là Android thì cũng phải tùy máy thôi bạn ạ. Nếu như là bạn so sánh với chiếc 5C với chiếc S7 thì chắc chắn là S7 nó sẽ chơi game mượt hơn rồi. Tuy nhiên là nếu mà xét về hiệu năng chơi game cũng như là cái khả năng tương thích ứng dụng thì mình vẫn đánh giá cái những thiết bị đến từ iOS sẽ tương thích tốt hơn là so với thiết bị Android. Vậy là vừa rồi thì mình đã trả lời câu hỏi các bạn trong số lần trước. Và hãy nhớ một điều là nếu như các bạn nào có comment được nhiều like nhất này, nhiều tương tác nhất thì mình sẽ ưu tiên là cho bạn ấy lên sóng số lần tới. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng như nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.